Xin chào, chúng tôi là chương trình audio. Xin thưa các bạn, đây là một hệ thống hội thảo gồm có dây của Boss, nó có tên gọi là CCS1000D. Và bây giờ tôi sẽ mở hộp micro và bộ điều khiển trung tâm của máy Boss CCS1000D được sản xuất tại Bồ Đào Nha. Về thiết kế của mic CCS1000D được thiết kế theo dạng hình phi thuyền của không gian. Loa chính được đặt ở vị trí trung tâm của mic, jack cắm tai nghe và thanh xoay điều chỉnh âm lượng ở dưới tay phải. Phía mặt sau của mic là logo của Boss và jack cắm đấu nối với các mic. Dây kết nối chuyên dụng của Boss có độ bền chắc và tín hiệu âm thanh rất cao. Phím bấm này dành cho đại biểu. Ở phiên bản cao cấp của CCS1000D thì tất cả các mic đều có thể thay đổi thành mic của chủ tịch. Chỉ cần tháo phím ở phía giữa và lắp phím chủ tịch vào đặt sang chế độ 1 thì sẽ trở thành mic của chủ tịch. Ở mic chủ tịch có 2 phím nói và 1 phím cho phép ngắt lời đại biểu khi đang nói. Hệ thống điều khiển trung tâm của CCS1000D điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng, thiết kế để dễ dàng cho người sử dụng. Bây giờ tôi sẽ cắm nguồn và bật thử xem sao nhé. Phím bấm nút nguồn rất nhẹ. Sau khi bật nguồn thì các đèn tín hiệu bắt đầu hiển thị lên trên thông số. Ở hàng phía dưới là biểu tượng tai nghe, đó là âm lượng dành cho loa kiểm âm. Hàng bên trên là biểu tượng loa dành cho âm lượng của micro. Ở hàng bấm đầu tiên cho phép đại biểu nói, muốn điều chỉnh âm lượng của đại biểu nói sẽ ấn ở hàng phía dưới. Ở nút thứ hai là quyền chen ngang, ngắt lời đại biểu khi đang nói. Nút thứ ba là kích hoạt quyền giọng nói, người tham dự có thể kích hoạt micro của họ bằng cách phát biểu vào micro. Sau đó, micro sẽ tự động kích hoạt. Ở vị trí số 4 là chuyển sang chế độ này thì đại biểu sẽ phải ấn vào micro thì mới nói được, nhả nút ra thì sẽ bị ngắt tiếng. Hàng phía dưới đây là để điều chỉnh hiển thị và số lượng đại biểu được phép trả lời. Ở đây là đèn báo hiển thị cổng USB cho phép ghi âm vào USB trực tiếp. Bên trên là đèn báo ghi âm và bộ nhớ có sẵn của thiết bị. Màu xanh là sẵn sàng ghi âm, ấn vào ghi âm là sẽ có màu đỏ. Ấn lần 2, đèn đỏ sẽ nhấp nháy 2 lần và tạm dừng ghi âm. Đây là cổng cắm tai nghe dành cho người kiểm âm. Còn đây là mặt sau của CCS1000D. Đây là ổ điện tiêu chuẩn 220V, 2-240V, 50Hz. Cổng kết nối Internet cho phép họp đàm thoại từ xa. Ngoài ra còn cho kết nối camera để xem trực tuyến. Thiết lập hệ thống trong bộ nhớ điều khiển trung tâm. Cổng line jack cắm nguồn micro chuẩn DNI cho phép kết nối đến 256 máy micro. Đây là cổng cắm thiết bị ngoại vi cho phép kết nối với micro không dây hoặc điện thoại. 4 cổng audio in đầu tiên là chân cắm hoa sen cho phép kết nối với đầu đĩa chuẩn RCA. 4 cổng audio out jack cắm hoa sen chuẩn RCA cho phép đấu nối với máy quay phim bên ngoài hay nối với âm ly. Ở bên này có 4 cổng audio out màu đen thì bên này tương tự như cổng audio out bên RCA nhưng mà là các đồng trục. Còn đây là cổng kết nối đầu ra USB. Kèm theo hệ thống đàm thoại CCS1000D là dàn âm ly và cặp đôi loa của Boss. Hai đôi loa của Boss có màu trắng và được thiết kế rất là tinh tế, cho ra chất lượng âm thanh to và rõ ràng. Là dòng loa có trở kháng cao và có biến áp với dòng điện từ 70 đến 100V, công suất từ 0.75W cho đến 6W, phù hợp với nhiều loại âm ly khác nhau. Âm ly của Boss được thiết kế đơn giản với 4 cụm điều khiển âm lượng mic, có thể không dây hoặc có dây. Nút BGM là viết tắt của Background Music, nghĩa là nhạc nền, điều chỉnh âm lượng nhạc nền. Nút 2 nghĩa là Treble, điều chỉnh giải âm cao. Nút Low nghĩa là Bass, điều chỉnh giải âm trầm. Bên này là nút điều khiển âm lượng tổng và cụm đèn thể hiện mức âm lượng theo decibel. Ở âm 16 decibel là âm lượng nhỏ nhất. Tín hiệu tốt nhất chúng ta có thể để là âm 3 decibel. Cuối cùng là jack cắm cho tai nghe.
Ở mặt sau thì của âm ly được thiết kế bao gồm ổ cắm tiêu chuẩn. Đây là khối đầu ra công suất của loa, quạt tản nhiệt công suất lớn, cổng tín hiệu đầu ra BGM cho nhạc nền. Ở đây có hai cổng cắm mic chuẩn 6.3 mm. Cổng cắm mic bằng dây kết nối trực tiếp. Và cuối cùng là cổng đấu nối tín hiệu âm thanh cảnh báo. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm CCS 1000D, xin mời quý vị và các bạn xem thêm tại website tca.vn. Bộ chuẩn tín hiệu Digital AVKI 600 chuyên dụng cho karaoke. Có chức năng xử lý tín hiệu âm thanh với 6 cổng ra analog, cho phép kết nối với hệ thống loa stereo, sub và hệ thống loa surround. Digital AVKI 600 mang đến chất âm hoàn toàn mới. Là thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh cùng với các hiệu ứng kết hợp với chức năng chống hú cho micro. Digital AVKI 600 là một sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng thích hát karaoke, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Bộ lọc equalizer cho phép điều chỉnh âm sắc lên đến 15 giải tần cho nhạc và 22 giải tần cho micro. Điều chỉnh tông nhạc phù hợp với nhiều chất giọng. Khả năng chống hú cao với 5 chế độ cho micro. Điều chỉnh tiếng vọng echo và tiếng vang reverb riêng biệt, chuyên nghiệp, cho ra giọng hát bay bổng hơn. Khả năng lọc nhiễu và chống ồn cao. Digital AVKI 600 có khả năng kiểm soát toàn bộ hệ thống âm thanh cực tốt, ngăn chặn tình trạng cháy hỏng thiết bị do sử dụng quá tải công suất cho phép. Digital AVKI 600 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những dàn âm thanh karaoke gia đình, karaoke kinh doanh hay dàn âm thanh sân khấu. Với các cấu hình âm thanh chuyên nghiệp, diện tích trên 25 m², khi sử dụng Digital AVKI 600, chúng ta có thể kết hợp với cục đẩy công suất Crest Cover AV3200, 4 kênh. Bạn sẽ không còn lo lắng đến chuyện dàn âm thanh karaoke của mình không đáp ứng đủ công suất nữa.